Good morning. Sáng mát mẻ đi bộ. Tại vì hôm qua lười cái đợi đến 5 giờ chiều mới đi thì nó nóng nực quá. Thấy đi buổi sáng nó mát mẻ hơn. Cũng tùy hứng à. Lúc đi lười biếng, trời cái cây này nó có chanh, cây chanh tốt quá nè. Trái nhìn nước không à. Mùa hè ở ở đây có lúc nó rất là nóng. Nhớ hồi lúc mới qua có cái apartment mình ở cũng có cái cây chanh xòe tới cái tầng 2 của mình. Cái mùa hè mà trời nóng thiệt là nóng. Hái chanh vô làm nước chanh uống đã chứ sợ. Cái mua hào để cái bỏ lên nướng than cho mình không có cần cậy nó ra giống như ở Việt Nam mà cậy ra rồi bỏ dầu để nguyên con lên nướng này đó. Cái đến lúc nó chín là cái tự nhiên nó hé ra cái bên kia, cái vỏ cái mình cậy nó ra là bắt đầu muốn bỏ gì đó bỏ vô. Thì mình thường thường mình chỉ có muối chanh. Muối chanh tiêu, cái đó là cái thích của mình ấy. Rồi Tabasco sauce là nó sẵn. Giờ 16 tây tháng 7 giữa mùa hè. Việt Nam chắc nóng dữ lắm mà nóng mà ẩm hầm hực. Thừa cơ hội đó để uống bia nhiều vô. Nhìn máy bay thấy vẫn còn thèm đi chơi à. Chiếc máy bay này của Nhật Bản, Anna. Nhắc tới Việt Nam mình nhớ có ông anh họ ở chung nhà lúc trước, ảnh mới qua, ảnh thường thường chờ đến tháng 9 là học sinh nó trở lại hết mùa hè rồi đó, thì vé vé về Việt Nam rẻ lắm, mua nhiều khi tới 750 là vé khứ hồi luôn á. Nghĩa là bình thường nhiều mà giữa lúc mùa hè nóng bỏng thì có thể lên tới 1.600 lận. Như vậy là save biết đi, là tiết kiệm biết nhiêu tiền, bao nhiêu tiền nói về Việt Nam cho em Út. Nói thì nói chứ mình cũng mong ngày được đi rảnh rỗi đi về Việt Nam một chuyến. Kinh nghiệm vừa rồi thì mình đi chắc không có xách được nhiều máy quay phim đâu, chỉ có một cái máy nhỏ, hai cái máy nhỏ với một cái máy vừa để mà chụp hình thôi, với cái ống kính zoom vừa vừa đó để sẽ gọn nhất. Trời xách đi nhiều là mệt lắm, đi lủng củng lỉnh kỉnh. Còn nhất là cái máy cái kiểu GoPro Action hay là cái máy DJI Action là tốt nhất. Bỏ túi móc ra quay cụp. Ảnh tốt. Âm thanh ok. Miễn sao mà quay những cái cảnh đẹp, cốt truyện hay để thì người ta thích xem thôi. Máy đem máy cồng kềnh đeo theo mệt thấy mòn ha, nhất là khi mà xuống biển tắm rồi gì đó, trời ơi cát nó làm máy hư liền á. Mấy cái máy tốt quá. Xuống thung lũng hôm nay trời cũng rất sạch đó nha. Thấy không có cái nhà lầu nào cao hết á, không có cao ốc gì hết, giống như ở bên Canada mấy thành phố lớn như Mississauga, Toronto, Vancouver có rất nhiều building, có rất nhiều cao ốc. York City thì quá trời rồi, mình chưa tới bao giờ hết nên mình không biết. Chỉ nghe kể thôi, có Chicago mình có đến. Thì thành phố cũng cao lắm. Cao ốc nhiều, đây thì
Thấy cao nhất là cái sân vận động với cái hotel kế bên đó thôi. Buồn buồn nằm coi tin tức ở Việt Nam cho vui vậy đó. Thấy có cái cô diễn viên Kim Anh gì bị trộm vào nhà, cậy hai cái tủ sắt ra lấy hết 5 tỷ bạc cash, tiền mặt ở Việt Nam. Mình thấy cũng ngộ. Thời buổi này Việt Nam là có nhà băng đầy đủ mà sao họ không tin tưởng để mà bỏ nhà băng hả? Nghe nhất là nghe nói tiền lời là cao lắm mà. Cũng cũng có nghe tin tức nói nhiều nhà băng tham nhũng lấy tiền của khách hàng này nọ rồi này nọ, nhưng mà ít ra thì cũng phải bỏ nửa vô trong băng hay là nửa nhà hay là xong thân là gì vậy đó. Thấy cũng ngộ nghĩnh. Với lại có nghe hồi lâu lắm rồi tin tức cái cô hoa hậu nào mà đi xuống Phú Quốc xong rồi thấy tiền mặt đi mua đặt cọc gì đó rồi bỏ trong hotel. Rồi lúc đó mình cũng đang về Việt Nam nên tức nghe nói bị bỏ trong cái phòng nó bị mất xong rồi kêu phải gọi cảnh sát điều tra gì lung tung hết, ngộ thiệt. Cầm một khối tiền đó như vậy mệt thiệt. Mình đã dự định là khi mình đi Việt Nam chuyến này là mình kiếm cái nhà băng, có vài một nhà băng nó họ không có lấy tiền phí để là rút ATM, ở Việt Nam là ATM ha, là cái máy rút tiền á, thì mình bỏ mình mở cái account ở đó xong rồi đi về Việt Nam rồi mình chỉ rút ra cần đủ tiền mình rút ra như ít ít thôi, ví dụ 300 rồi xài hết rồi tiếp tới 300 nữa ví dụ như đó. Còn có nhiều nhà băng khác á, mà mình đi ra ngoại quốc mình trừ Canada với Mexico mấy cái nước khác hả, nó tính tiền phí rồi tính tiền đổi đổi tiền á, nó cũng tính lợi mình trong các cái đó nữa cho nên là mình lỗ lắm. Chứ còn vài nhà băng hình như Charles Schwab với lại Citibank thì không có sợ bị mất tiền phí nha, mình sẽ tính như vậy. Nhìn mấy cái nhà ở đây so với nhà ở bên Canada ta chắc mình nhìn nhìn hoài rồi mình thấy nó bình thường, thấy cái bên Canada nó là lạ hơn mình thích chắc vậy quá. Con đường này đi cả trăm lần rồi nhưng mà nó sạch sẽ, không khí không có xe nhiều đó, mà hít thở không khí tập thể dục thì rất là tốt cho nên mình thích đi vậy thôi. Chứ còn thật ra là nhìn cảnh ngoài nó cũng quen thuộc quá, tầm thường nữa. Đây thì không có sông, không có có mấy cái rạch suối nhỏ nhỏ. Thích mấy con sông dễ sợ luôn. Có mấy sông đây là mình đi câu cá liền, mà thấy lên Sacramento thì mới có mấy cái sông, có Russian River rồi thì chỗ này là chỗ nọ rồi có. Ở dưới mình thì không có, dưới đây không có. Mấy nay đi bộ cũng khỏe ghê nha, đi gấp 2 lần mấy trước khi đi chơi. Trước khi đi chơi mình đi chừng 45 phút là mà cao lắm, bây giờ mình đi nhiều khi cả tiếng rưỡi. Đi xa mỗi ngày 7-8 mai luôn, đốt biết bao nhiêu calorie với lại chất đường. Có điều một cái mình tính chạy chạy gọi là chạy chậm chậm á, jogging á, hôm qua mình chạy thử khoảng 5 phút á, hai cái đầu gối nó nhức quá. Nó đi thì không sao mà chạy thì nó lại nhức. Đi bộ mai mốt có sức đi từ Sài Gòn ra Chợ Lớn ăn một tô
Mì Hoành Thánh. Không à, đi bộ về tới Sài Gòn. Đi nổi không ta? Để coi coi Sài Gòn ra Chợ Lớn bao nhiêu ký luôn á. Lao lao miết lao không hả các bạn? Cây khuyên diệp này, có khi nào mình nhìn thấy con gấu koala của Úc không ta? Lúc đó mới giật mình, chỉ có mấy con chim nè, nó đậu ị quá trời. Cái mùi thoang thoảng của cái khuyên diệp nó rất là thơm ở chỗ này. Băng qua đường cái chùa là nó nằm bên con suối này nè. Bây giờ thấy họ đang đào cống, họ cất coi như là cái structure, cái mái nhà rồi gì cũng gần xong rồi. Giờ thấy họ đang đào cống đang đúc vô trong cái nối vô trong cái ống cống chính của đường ấy. Không biết tới Tết này họ làm xong chưa ta. Tết cái người ta đi cúng chùa rầm rầm đậu xe đây ôm sùm mà bà con chửi dữ nữa. Giờ vắng hoe ha. Đến lúc mà có lễ lộc gì Phật giáo mà người ta tới ôm mùn cái Mỹ nó chửi. Đây nè, chùa đi. Hay mấy này mấy cống họ đang đào lên. Ok, mình đi bộ về nhà rồi. Con gái tập xe cho nó nữa. Con trai thì hôm nay nó có hẹn đi chơi với bạn ở Cosine. Cảm chào các bạn nha. Rau răm tươi quá trời luôn. Phải có mấy cái trứng vịt lộn ăn. Ở đây nó có cái hãng làm vịt lộn. Sao mấy lần mình mua ăn dở quá. Nói tới trứng vịt lộn, buổi chiều mát mẻ như vậy là đi vòng vòng Sài Gòn mấy cái quán nhậu thấy thích lắm. Mấy cái quán ốc, mấy quán cua này nọ lề đường đó, mình có cơ hội đi ngồi với mấy đứa bạn ở Việt Nam lần thì ăn uống thì không có được bao nhiêu, mà bia thì cứ ực ực hoài luôn, ăn không nhiều chứ. Bia thì cứ bia Việt Nam phải bỏ đá vô đó cho nên nó không ngon, nó không có nặng. Mình uống mình thấy no bụng chứ mà thật ra không có thấy say. Và mấy buổi chiều như vậy nè, cái mình không nhớ con đường như nào mà có cái cầu đi xuống, cái đi vô Sài Gòn có cái bên lề, bên hai bên lề đường là quán nhậu không à. Rồi cứ ngồi xuống đó rồi là bàn đó, ví dụ 5-6 người, 10 người gì đó tùy, rồi cứ kêu bia bia cứ khui uống xả láng rồi tính tiền sau, cứ gọi món. Mình thấy mấy cái món ốc mà xào tỏi hay gì mà nó cũng như là nó khô khô vậy đó thì mình thích hơn là cái luộc thì nó mình không thích bằng, cũng ok đó nhưng không thích bằng. Nhai nhâm nhi nấu bia quá đã thích. Cái chân gà thì cái mùi vị nó rất là thơm, ăn cũng ngon nhưng mà nó dai, mình mà cái texture nó mình không có ưa lắm. Trong cái tiệm sắm mà cái chân gà thì nó hầm mềm ra đó, mình ăn được thích. Nhưng mà cái loại của Việt Nam thì tại vì mình nướng thì nó dai dai thì xé ra ăn, mấy ăn nhậu thì thích không. Nó vui lắm, lần đầu tiên mình ngồi trong cái quán ăn trưa, mình kêu hai tôm nướng với mực để mình uống bia, thì mình nói hai cho hai chai bia, sau đem tới để nguyên cái kịch
12 kết bia luôn. Mình nói ủa mình kêu có 12 lon bia, cái tao nói không sao, cứ uống uống bao nhiêu tính bao nhiêu. Mắc cười. Nhưng mà thật ra bữa trưa thì mình uống chừng ăn xong uống chừng 2 lon hình như 3 lon là mình quá sức rồi, còn phải đi bộ vòng vòng nó đi, đã uống nhiều quá đâu có nổi. Mà có lúc buồn ngồi ngay Phạm Ngũ Lão, ngồi ngay đó kêu bia uống cái ông có ông người anh già lắm rồi, khoảng 70 mấy tuổi, chào mình nói hello với mình cũng hello lại, cái nói à mày giọng giọng mày là giọng American vậy là mày Việt kiều đúng không, cái nói đúng, nói tao Việt kiều à, cái nó nói ai Việt kiều phải đi number one ở đây đó, cứ tốt lắm, nói tiếng Anh lắm, mày về đây đi dạy tiếng Anh sống rất là sướng. Ông nói ổng là originally là từ là bắt đầu là ổng là người Anh, nhưng mà ổng qua Úc ở bao nhiêu năm lang thang rồi qua Thái Lan rồi cuối cùng ổng về tới Việt Nam, ổng nói ổng thích Việt Nam ở luôn, nó chắc ở tới chết luôn. Ông nói ổng ở Phú Nhuận. Ổng nói cuối tuần nào cũng ra cái chỗ này ra ngồi uống bia rồi gặp mấy bạn expat nữa ngồi tán dóc vậy thôi. Ông nói mày giờ mày tốt có cái là mày biết tiếng Việt tiếng Mỹ nên mày dạy giỏi lắm, dạy thì người ta thích lắm nói vậy đó. Mình nghĩ Việt Nam mình thì hay thích muốn tay dạy tiếng Anh cho con là chung ông nghĩa là mà nghĩa là tóc blonde mắt xanh là nói tiếng Anh có dở nó cũng người ta cũng thích nữa. Cũng muốn dạy, còn thí dụ mà Việt Nam mà dạy tiếng tiếng Anh thì người có tiền người ta không thích, người ta nói không không có đúng giọng gì, tôi nghe nói vậy. Tại vì mình cũng có biết một người YouTuber ở Canada cũng về Việt Nam sống rồi cũng đi làm kiếm việc làm kiểu mình còn trẻ lắm, có 30 mấy tuổi à, tính đi cũng như về Việt Nam sống rồi đi dạy, hai vợ chồng dạy tiếng Anh đúng không, vợ thì người Canada Mỹ trắng, Canada người chị da trắng, kiếm được việc dạy tiếng tiếng Anh, còn anh ta là sinh đẻ ở bên Canada nhưng mà cũng vẫn không được không có kiếm được việc. Cười. Cái mình cũng message mình hỏi nói như vậy là bên Việt Nam là người ta thích mấy người cũng như là da trắng này nọ để dạy tiếng Anh, cái nó nói đúng rồi còn gì nữa. Mà cuối cùng hai đứa nó làm không nổi, nó làm không đủ tiền sống, tụi nó sống như kiểu Tây mà ở Việt Nam sao chịu nổi, làm lương 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 ít mà có đứa con trẻ nữa. Cái channel giờ mình cũng không theo dõi nữa tại vì nó dọn về Canada ở lại rồi bỏ, sống không nổi ở bên Việt Nam, tại vì mới đầu cũng ở được năm á, cũng gần mình sống được năm rồi, chỉ có vợ đi làm thôi à, còn anh ta thì ở nhà giữ con, người Việt Nam sinh ở bên Canada, Việt kiều Canada. Anyway, ngồi đây tự nhiên nghĩ tới mấy cái quán nhậu thích thích thứ hay sao. Mà thí dụ đi về Việt Nam lại ngồi mình uống uống thì thấy nó buồn. Mấy lần trước ấy, mình ngồi uống mình uống 2 lon chứ. 2 3 người rồi về thì vô vô 1 2 3 vô vô thì mới vui. Vô vô. Lần đầu tiên mình về mình có coi phim Việt Nam là bắt đầu nghe 1 2 3 vô, những cái phim này mình coi đầu tiên là cái phim bỗng dưng muốn khóc, xong rồi mình tới tự nhiên cái qua tới cái phim kiều nữ và đại gia gì đó thì cái có nhậu vô 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 đó, đó cái mình về Việt Nam lần đầu tiên mình mới nghe được cái kiểu 1 2 3 vô là mình mướn cái phòng ở Vũng Tàu, ai ngờ sát cái chỗ nhậu quá trời. Hồi vô cho tới gần 12 giờ sáng luôn ngủ không được vậy anh, vô một ngày qua vô vô vui. Nghe mình giờ đang tự nhiên thích chị Việt Nam quá à.
Không lẽ bỏ nó hay đứa nhỏ đi về mình chơi thứ hai tuần về ta? Không được. Bây giờ giữa tháng 7 rồi, mình đang kèm con gái cho nó lấy cái bằng lái, xong rồi phải dọn cho nó về 3 tuần nữa con trai đi học rồi, coi như không xong, không được, đi không được, thua. Chỉ có nước hy vọng hè tới thôi à. Chắc chắn vậy đi, hè tới đi. Mình cũng đang ngồi đi uống lon bia mà không có gì nhỏ nhâm nhi hết à. Ok, thôi tạm chào các bạn nha. Bye bye.